Tiếp theo trong ngày hôm nay muốn gửi tới các bác là chiếc DAC đến từ thương hiệu Tích với tên mã là NT503. Đây là phiên bản cao cấp nhất dòng trong dòng NT503 với ampli, với UD, với NT. Phiên bản NT này của chúng ta thì sẽ tích hợp thêm phần network để các bác có thể cài được app ở trên điện thoại cũng như là chơi cái chế độ USB mặt trước. Vẫn sở hữu cái thiết kế truyền thống của Tích từ cái phiên bản 501 trở lên thì UD503 cũng như NT503 cũng sở hữu cái thiết kế kích thước y chang. Tuy nhiên phần nội thất bên trong đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Con máy này giải mã lên tới DSD định dạng cao cấp nhất và chuẩn Hi-Res Audio. So với UD501 thì NT503 có thêm một đường USB phía trước để đọc USB. Tuy nhiên khi các bác chuyển về cái lực suộc này, các bác phải cài được app ở trên điện thoại thì cái suộc này nó mới có ở trên phần mềm. Còn ở trong cái phần input selector này của chúng ta thì nó sẽ không có cái phần USB đó. Đây cũng là một cái điểm mà em không thích ở trên Tích. Cái thiết kế của nó hơi lằng nhằng một chút. Tuy nhiên về cái chất âm của nó thì nó là một trong những cái con DAC sở hữu cái giọng ca trong cái tầm giá khung giá 20 triệu chơi Bonero hay và nhức nách nhất. Ngoài ra thì con này thì được trang bị thêm một cái công nghệ mà cũng rất là nhiều bác quan tâm, đó là công nghệ Bluetooth với chuẩn ATBX 4.0 chip của Qualcomm các bác nhá. Con này hàng về thì hàng thùng xốp đẹp xuất sắc như mới luôn. Nói chung là như mới vừa mở thùng. Đây là thùng của máy này, các bác có thể nhìn thấy thùng xốp của máy này. Đó, vì thế mức giá của nó sẽ có mức giá là 20 triệu các bác nhá. Không có một vết xước xăm cũng như một vết cấn cạnh gì cả. Các bác có thể quan sát, máy cực đẹp. Phía sau của NT503 thì các bác sẽ có hệ thống ao tiếng Balan, hệ thống ao tiếng RCA, đường cắm mạng LAN. Về phần digital in thì chúng ta sẽ có Corsair này, optical này, USB này, ngoài ra thì có thêm Bluetooth. Con máy này được sản xuất năm 2015 các bác nhá. Rất là lâu rồi Tích NT503 mới về hàng. Và cái đặc biệt ở trên con NT503 này đó là cái màn hình của nó còn rất là sáng và đẹp. Vì thế cho nên khi các bác không sử dụng đến máy thì em khuyên các bác nên tắt màn hình đi để bảo vệ cái tuổi thọ của cái bóng LED này. Rất là nhiều thiết bị mà khi chúng ta không sử dụng tới máy nữa mà chúng ta cứ bật, cái tín hiệu nó sáng liên tục, vì thế nó sẽ gây cho là bóng sẽ bị già các bác nhá. Ngoài ra thì ngoài những cái tính năng cũng như hình thức cơ bản thì con này có thêm một tính năng nữa, đó là làm pre tiếng. Các bác có thể cài cái chế độ để có thể tăng giảm âm lượng bằng cái volume này mà cái con UD501 nó không có. Hỗ trợ Bluetooth, Corsair, Optical và USB DAC. Ngoài ra thì có cả app trên điện thoại nếu mà các bác cắm mạng LAN. Đây là một trong những con DAC tiếng rất là hay trong khung giá. Hiện tại thì em đang chơi nhạc từ iPhone qua với nguồn Spotify các bác nhé. Thank you.
20 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào.